Trong cái ấm đun thì nó sẽ có nhiều cặn, cảm thấy không an toàn là có trẻ con. Nước mà mình uống thường xuyên, uống nhiều mà thậm chí ăn uống nữa, nếu mà cứ để tình trạng thế xảy ra thì không tốt cho sức khỏe. Chị cũng đi tham khảo được một số cái hãng ấy, nhìn thì mẫu mã nó hơi bị thô. Khi chị sang cái dòng mới này, Smith này, chị thấy nó kiểu dáng đẹp, màu sắc cũng đẹp, nó phù hợp với nhà chị. Cũng có một số bạn bè đã dùng và họ bảo là dùng nó cũng, thứ nhất là nó cũng lọc, nó tiện này, nước nó cũng ngon hơn, vừa yên tâm hơn. Chị cũng dùng thì thấy là nó mình cảm giác là nó an toàn ý. Trẻ con uống thì bảo thấy ngon ngon, không biết là như nào. Chẳng hạn như là hôm trước nhà chị dùng ý thì không biết là sao nhưng mà nó hơi bị lỗi một tí, thì gọi đến bên chăm sóc khách hàng thì hôm sau là cho người đến sửa chữa ngay lập tức cho chị. Nó đơn giản đấy, tại vì nhà mình không biết cách xử lý. Dịch vụ tốt, các bạn cũng rất là nhiệt tình. Ôi giời, bất ngờ lắm luôn ý, bởi vì là khi mà gọi điện thì mình cứ qua tưởng không hiểu là đùa hay thật nữa. Nhưng mà nói khi mà em cho chị cái tin nhắn các thứ xác nhận ý, cảm thấy là đấy đã sự thật, rất là bất ngờ. Khuyến mại hấp dẫn khi mua máy lọc nước, máy lọc không khí A.O. Smith. Chúng bàn!